mối quan hệ giữa Nga và châu Âu liên quan đến xung đột Nga-Ukraine đang ngày càng căng thẳng hơn khi ngày 11 tháng 5, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố việc Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ cần có phản ứng thích đáng từ quân đội Nga. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố sẽ không đàm phán với Nga nếu việc đàm phán không được thực hiện theo điều kiện của Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Điện Kremlin có thái độ rất tiêu cực đối với việc London cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Ông cho biết điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng thích đáng từ quân đội Nga, những người theo quan điểm quân sự sẽ đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh này. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho rằng đây là một quyết định hoàn toàn vô trách nhiệm của chính quyền Anh. Họ đã đặt vào tay những người Ukraine một loại vũ khí mạnh mẽ, có khả năng gây thiệt hại ở quy mô rõ ràng là không thể chấp nhận được. Nga cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí tới Kiev sẽ chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột và làm tăng nguy cơ leo thang. Moscow đã tuyên bố phi quân sự hóa Ukraine là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch của mình, cho rằng sự hiện diện của NATO tại quốc gia này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nga. Trước đó, CNN dẫn các nguồn tin cho biết, Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình hàng không tầm xa Storm Shadow. Theo đó, tầm bắn của những tên lửa như vậy có thể tấn công sâu vào lãnh thổ của các khu vực mới của Nga. Sau đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace nhấn mạnh, tên lửa hành trình này sẽ được chuyển giao cho Kiev. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không, tầm bắn hơn 250 km. Ukraine từ lâu đã kêu gọi các nhà viện trợ gửi các loại vũ khí tối tân hơn, cho rằng chúng cần thiết để giúp nước này giành lợi thế trước Nga. Chính phủ Ukraine cũng đã thúc giục các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 để bổ sung cho phi đội máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất đang ngày càng thiếu hụt. Tuy nhiên, cho đến nay, Kiev vẫn chưa đạt được mong muốn. Trong khi đó, ngày 11 tháng 5, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Nga nếu việc đàm phán không được thực hiện theo điều kiện của Ukraine. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia, ông Danilov cho rằng hiện có một chiến dịch gây sức ép để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình không theo điều kiện của Ukraine và Kiev phản đối điều này. Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công Nga. Theo ông Zelensky, các lữ đoàn đặc biệt được thành lập cho cuộc phản công của Ukraine đã sẵn sàng tham gia các hoạt động chiến đấu. Tuy nhiên, quân đội nước này vẫn cần một số loại vũ khí viện trợ theo đợt. Ông Zelensky đặc biệt nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine cần nhiều xe bọc thép hơn, nhấn mạnh rằng chính phủ rất muốn sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp và tuyên bố Nga muốn đóng băng xung đột. Trước đó, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine hiện chưa thể diễn ra vào thời điểm này